Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp đến những cuốn video giao lưu với Hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long. Đây là một cây ổi ta mà chúng ta giao lưu cùng với anh Hiệp đại diện cho Hợp tác xã. Số điện thoại của anh Hiệp là 03999 03128. Một cây ổi ta nhìn anh em vẫn hay dùng cái từ gọi là rất là quái dị. Và rất đẹp. Cái này là xoay được đúng không? Vâng. Anh giúp tôi cái. Cái vì mình không thể đi vòng sang. Rồi anh cứ quay đảo lại đúng 180 độ. Này. Đấy. Coi như là đang một cái trên một cái mâm xoay đi. Đảo tiếp đi. Sau đó thì đo thông số. Cứ đảo tiếp. Nữa. Rồi hết rồi. Sao thế? Vướng rồi. Nó vướng cái gì? Rồi. Đấy, đường đi thân đây, vòng lên vòng xuống, quật từ trái sang phải này, sau đó kết thúc bằng một cái dáng đổ 40. Bao nhiêu? 40. Chỗ đây là chỗ cái gù to nhất à? To nhất đó, chỗ to nhất 40. Đây rồi. Cao là 45. Tàn độ là 58. Ừ. Này báo với anh em 15 triệu. Giá 15 triệu. Bao ship toàn quốc. Anh chạy sang phía bên này. Đấy, để tôi soi bên này. Này có... Từ từ đã, cây ổi đã. Làm cái ảnh đại diện cây ổi đi. Rồi, tôi xin chụp nhé. Rồi. Cây ổi giá 15 triệu. Tiếp bên hai bên là hai cây đối nhau, ngọc bút này. Chậu giống nhau, bóng cây giống nhau, đều là những cây bàn xà. Tôi quay cây này thôi. Mỗi cây này bao tiền anh ơi? 800 một cây. Vâng, giá 800. Đang đeo hoa đây rồi. Các nhánh đều có nụ ấy rồi. Giá 800. Và bên này cây nữa đây. Đấy, cũng đang có hoa. Rồi, xong rồi. Tôi thấy trên tường này các anh có bức tranh... Có hai bức tranh để treo lên kia này. Cái đó là để treo lịch. Sau đó chúng ta mua lốc lịch đưa vào đây. Rồi. Anh em nào thích thì cứ alo trả điểm nhé. Vâng. Thế còn ở giữa là đuôi lục bình, hoa sen. Vâng. Còn ở dưới là bộ này. Cái này trả điểm chưa lắm được giá nên là để hỏi bà con này cái. Cái này là cái tích gì đây? Chữ gì đây? Cái này không biết chữ đâu. Cái này không biết. Ừ. Thôi cứ soi này thôi. Các bác hiểu chữ các bác phân tích sau. Vâng. Rồi. Bác thích thì có bắt đầu đam mê rồi là chủ nghiệp cho sự nghiệp nhé. Sự nghiệp bởi vì chưa thấy báo giá cũng chẳng biết bao nhiêu. Đây là một bộ đồ này, một bộ đồ cổ này, mấy chục năm. Cái này bằng gụ. Bằng gụ. Và những cái bộ bàn ghế cũ, thực sự là cũ đấy. Ngồi giữa dựa lưng và giữa bạc phạch cho đây này. Vâng. Đấy. Và đây là cái bàn. Bộ này gồm có 4 ghế. 4 ghế 2 đôn. 2 cái đôn nữa à? Vâng. Vâng, rồi. Với một cái bàn đây. Đây, 2 đôn nó đây ạ. Bộ này anh có giá không? Đó, thôi anh em nào biết thì alo. Rồi. Di chuyển đến cây đi. Vâng. Đây cũng có một cặp cây ngọc bút nhưng mà nó to hơn cái cặp lúc nãy một chút đây. Vâng, vẫn 800 một cây. Cũng giá là 800. Anh em lấy cái nào chụp lại cho mình. Đây. Lên rêu đẹp quá nhỉ. Rồi. Di chuyển sang cái dãy bàn này đi. Dãy bàn này là có mấy cây ruối. Cây số 1 này là 1,5 triệu. Và cây này giá 1,5 triệu này. Cây này. Cây này cũng đồng giá 1,5 triệu. Thế là có 5 cây ruối theo thẳng hàng này đồng giá 1,5 triệu một cây. Và đây là cây số 2 nhé. Anh em chụp lại màn hình. Đây là cây số 3 này. Tiếp tục cây số 4 này. Và
Và đây là cây số 5. Chậu này chậu xi măng. Vâng, chậu xi măng. Nhìn làm rất giống phát nhát qua nhìn tưởng chậu đá. Được ấy. Cơ sở này làm chậu hay phết. Sau lên rêu đẹp lắm. Và đây là cây số 5. Ở phía trong thì thấy có hai cây xanh thì chúng ta đi sâu vào phía trong. Cây này trước đi anh. Đây này có hai cây này bạn nhé. À thế thì phải quay thế này. Vâng, có một cặp. Đây là một cái bức bình phong này. Đẹp quá nhỉ, mặt đá. À, thế thì hai bên bức bình phong này chúng ta thấy có hai cây xanh này. À, đối nhau. Tầm phóc cũng là đẹp. Anh đo cây bên này đi anh Hiệp ơi. Ờ, đo một cây thôi. Chậu nó dỡ cao được 85. Đứng tránh nhé tí. Cao là bao nhiêu? 85. 85. Rồi. Quanh được 38. Được rồi. Đôi này giao lưu với anh em 10 triệu. Và giá 10 triệu, tức là 5 triệu một cây này đây. À, có cái quạt lại này chỗ này. Hấp dẫn ghê nhỉ. À, cành này đưa ra từ vị trí này giấy gầm xong quặt lại chứ không phải đưa ra từ đây. Hey. Rồi, ok. 5 triệu một cây. Và bên này cây đối diện đây. Tôi quay qua thôi, cây này trỏi khỏi với đâu. 10 triệu một đôi. Đẹp mà, đôi này đẹp. Rồi, di chuyển nhá. Một cái này 4 người khiêng á. Và cái đẹp đấy. Cái bình phòng quá đẹp. Đặt trước nhà thờ. Ừ. Đây, khu vực nhà thờ đẹp. Vào đến tiếp một cây xanh này, chúng ta nhìn thấy cái rêu mốc của nó đây. Thăm điện này nhanh này. Độ già khủng khiếp đi. Này giao lưu với anh em 6 triệu. Và rồi, giá 6 triệu. Cao 80. Rộng 90. Hoành là 28. Rồi. Và ở cái vị trí này tôi thấy các anh có cái bức tranh đẹp quá nhỉ. Có bức tranh tứ quý, gọi là tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân. Và đây cũng là tứ quý luôn. Vâng. Đây là Tùng Cúc Trúc Mai mà. Vâng. Và bốn bức này là thể hiện bốn người phụ nữ đẹp và quyền uy nhất của đất nước Trung Hoa, chẳng biết bác Sinh còn nhớ không? Tứ đại mỹ nhân. Tranh sơn mài. Đẹp nhỉ. Quá phê. Có nặng không anh? Không, một người bê nhẹ nhàng. À đây à, mỗi bức. Bộ ấy là 12 triệu ạ. 12 triệu. Những cái bức tranh này thì không bao giờ chơi được một bộ rồi, một bức rồi. Đã mua phải cả bộ nó mới thành bức tranh. Bốn mùa xuân hạ. Và đại diện. Tôi nhớ có một câu là cụ Hồ có nói là trời có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất có bốn phương đông tây nam bắc.
Người có bốn tính: cần kiệm, liêm chính. Thế mà thiếu một phương thì không phải là đất, thiếu một mùa là không phải là trời. Thế còn nếu một câu cuối cùng kết thúc là thiếu một đức tính trên thì không phải là người. Đấy, cụ Hồ cụ nói. Và bây giờ chính là cụ Trọng cụ đang thực hiện cái câu ấy. Đấy. Cần kiệm liêm chính. Vâng, một cái câu nói vui của Đỗ Sinh thôi, mà dẫn từ lời Hồ Chủ tịch, để chúng ta nói về những cái bức tranh tứ quý ứng với bây giờ. Bây giờ chúng ta di chuyển ra phía ngoài sân của hợp tác xã. Tôi đến từ một cái tác phẩm cây đề trắng. Cây đề trắng. Và còn gọi là cây lâm vồ đây. Cây đề trắng. Này anh em đang báo 15 triệu. Vâng, giá 15 triệu. Đề đẹp. Kiếm được cái đề này rất khó. Cái này bao tiền anh ơi? 15 triệu. 15 triệu. Cái xanh ngâm. Xanh nguyên chuyển thế chứ. Cũng được đấy, quả phúc bắt đầu hình thành. Cái này bao tiền anh? Thế anh em đang bán 4 triệu. Giá 4 triệu đồng. À, bên này tôi thấy một cái cây thông tầm nhỏ này. Cái thông cái chậu này mỏng hết nhỉ. Chậu này thì không biết có đủ cái dưỡng chất để mỏng dính. Cái thông này anh em chốt rồi. Vâng, chốt rồi thì thôi. Vâng, cái C. Đây là cái C, búp hồng. C này 2 triệu. Giá 2 triệu đồng. Tất cả những cái báo giá của hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long đều bao ship toàn quốc nhá các bác nhá. Đấy. Sang cái từ đây chạy đuổi theo cái hàng này đi luôn đấy anh ơi. Cho hết, đây, cho hết cuốn video này đi. Đây là cặp mai chiếu thủy theo dáng cổ của anh em của các cụ chơi mọi ngày đây. Anh em đang báo tam cang ngũ thường. 9 triệu một cây. 9 triệu một cây, vậy chơi cặp đôi đối xứng là 18 triệu. Đấy. Bắt đầu bật lọc vào ra hoa thơm ngát. Rồi, chuẩn bị đến mùa mai rồi đấy. Chiếu thủy. Vâng, và đây là hình ảnh của cây số 2 này, chúng ta nhìn đấy. Rồi, di chuyển đến cái bàn này, tôi thấy anh có 3 cây thông Nhật Bản luôn. 3 cây thông này anh em đã chốt hết rồi ạ. Chốt hết rồi? À, cái này cũng quay qua cho anh em xem này. Đấy, những cây này là đã có cách gọi đến chốt rồi đây. Đấy. Vâng, còn cây xanh này, đó là giá 4 triệu này. Vị trí này là một cây tường vi. Rất đẹp các bạn này, đang bật lọc non này. Tường vi này báo anh em 10 triệu. Cho giá 10 triệu. Cây này hoành, chỗ này tận 60. Rồi, đẹp đấy. Vâng, và trước khi kết thúc cuốn video này, anh em chúng ta lại đến với một cây thông cũng theo cái phong cách chơi rất tự nhiên đấy nữa. Cây thông này anh em đang báo 18 triệu. Giá 18 triệu. Cây này còn một cây nữa thì chốt máy các bạn. Hai cây à? À, à đâu, không phải là đối nhau, hai cây khác nhau.
Vâng, và với thời lượng này Độ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tôi xin dừng thước phim để chuyển sang những cái cuốn tiếp theo. Sân vườn hợp tác xã Hoa Cây Cảnh Thăng Long rất đa dạng chủng loại. Tiếp tục gửi đến hình ảnh để chúng ta cùng nhau giao lưu. Qua số điện thoại của anh Trần Hiệp là 03 999 03 128.